Học tiếng Anh qua phim Friends. But this is the Geller's 35th anniversary. Okay, let's call a spade a spade. This party stinks. Alo mọi người, các bạn fan của bộ phim Friends đâu rồi? Hôm nay mình xem phim và phát hiện ra một cụm từ rất hay ho nha. Let's call a spade a spade. Hãy gọi cái thuồng là một cái thuồng. Giờ, nếu bạn dịch từng từ một và đang bối rối, đừng lo vì đã có một công cụ siêu cool. Đó chính là AI Explain của eJoy. Chỉ cần bôi đen câu, giữ Alt cho Windows hoặc Option cho Mac, click từng từ rồi nhấn biểu tượng eJoy và chọn AI Explain. To speak honestly and directly about something, especially if it is unpleasant or uncomfortable. Nó có nghĩa là nói một cách trung thực và thẳng thắn về điều gì đó, đặc biệt nếu điều đó gây khó chịu hoặc không thoải mái. Và tiện lợi hơn nữa, bạn có thể dễ dàng lưu lại cụm từ này vào Word Banks để dễ dàng review ôn tập, không còn cần phải ghi chép cuồng nhiệt nữa. Call a spade a spade. Bạn đã sẵn sàng nâng cấp trải nghiệm xem phim và học tiếng Anh chưa? Tải ngay tiện ích eJoy cho Chrome, bật phụ đề và khám phá thế giới cùng AI Explain để hiểu rõ ý nghĩa của từng câu khó hiểu nhé.